Rồi chào bà con nghe, bữa nay giới thiệu với thùng chế UK của IC K700 nữa con. Đây thùng chế nó vậy đây. Hai thùng chế đây, có gông bò luôn rồi con. Hai có gông bò luôn. Đây, có thùng chế gông bò luôn. Ba mươi hai lưỡi trong, tám lưỡi, sáu lưỡi ngoài là 38 lưỡi đúng như gông bò. Và có IC 6 nè, IC 7, IC 8, IC 5, IC 8, IC 9, K700 nó chế sẵn thùng cho bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Đó là thùng chế. Ba mươi tám lưỡi có gông bờ luôn nha bà con. Chế là thùng bìa đó bà con. Còn đây là đùi chế. Đây đùi chế nó đây. Đây là cái đùi chế lại nè. Của IC K700. IC đầy đủ. C5, C6, C7, C8, C9. Đều có đùi chế. Đùi chế đã lên cốt 60 rồi bà con. C5, C6, C7, C8, C9. Đủ. Nó có hai loại đồ chế, một loại là xài có chụp này chụp riêng của nó, còn một loại là có chụp bằng sắt, nguyên cái này bằng sắt luôn. Có hai loại. Đó là đồ chế cho bà con coi đó. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Cốt chế. Lấy đồ xiết lại giùm anh cái này ấy. Xiết cái số lại nè. Nó có chìa khóa dưới kìa. Nào đang xay á, xiết lại. Xiết cái ốc dưới kìa. Ốc cái đó. Ừ.